Even in a taxi, I can hear my... Dạ em chào các bạn. Video thứ hai trong ngày 9 tháng 2, em lên một số chiếc âm ly mới về, rất là đẹp, hàng tuyển chọn đến từ các thương hiệu của Pioneer, Sunsui, Onkyo. Ở đây em có Sunsui 4500 dòng size lớn này, 800 và cả 3000A dòng xuất âm biên thế đảo pha. Những chiếc ly này hiện tại, những cái món đồ đang được áp dụng mức giá chào xuân, đang có mức giá rất tốt. Các anh em yêu mến hay là đang tham khảo thì nhanh tay nhá. Tại vì những món đồ này thì em chỉ có một hoặc hai con thôi. Và ngoài ra thì em test thêm một chiếc âm, xin lỗi, test thêm cặp loa Calib KG4, cặp loa của Mỹ sản xuất. Một trong những cặp loa rất hay, đáng chơi trong tầm giá. Với cấu hình cao to lực lưỡng và trưng bày cũng rất là đẹp ạ. Trước hết em xin báo giá về phần âm ly này. Ở đây em có một chiếc âm ly Onkyo, dòng size lớn, size của em nó là 54 nhá cả nhà, 54 cm. Đó, có cái model là TX4500. Em này có size là 54, sử dụng cấu hình đánh là 4 sò sắt ạ. Công suất cũng khá là khỏe, chơi được 3 đôi loa ABC, A cộng B hoặc A cộng C, trở kháng từ 4 đến 16 ohm, radio là 108. Em này thuộc kiểu dạng là trưng hay, bày đẹp với cái size 54. Hiện tại thì chiếc âm ly Onkyo thuộc dòng xuất Mỹ này đang có mức giá là 6.500.000 giao lưu với các bác. Tiếp theo em có chiếc âm ly Pioneer. Pioneer là SX828. Đánh sò sắt, cũng đánh được 3 đôi loa A, B, C, A cộng B và A cộng C. Em này thì cũng quá nổi tiếng rồi. Về phần hình thức thì mặt phay nhôm rất là đẹp, các núm nút này chưa có bị chảy. Tất cả những cái chiếc âm ly ở trong clip này đều là những hàng tuyển chọn nên các bác yên tâm chơi ạ. Đối với chiếc âm ly 828 này hiện tại đang có mức giá là 9.500.000 đồng. Về phần chiếc âm ly Sunsui 4000, dòng xuất âm tụ cỏ, tiếng cũng rất là hay, đánh 3 đôi loa ABC, A cộng B hoặc A cộng C, có mức giá là 9.500.000 đồng. Quay sang bên này thì em có chiếc âm ly Sunsui, dòng xuất âm tụ cỏ, đó, dòng chữ in hoa nhá, Sunsui 800, đánh 4 sò sắt. Các bác cứ nhìn kỹ này, những cái mặt núm nút rất là đẹp, đây là chưa có vệ sinh mà đã thế này rồi, đó, vỏ gỗ này, nên các bác anh em yên tâm chơi. Đối với chiếc xuất âm tụ Sunsui 800 này hiện tại đang có mức giá là 8.800.000 đồng. Chiếc âm ly QR size 53 cm, dòng này quá là nổi tiếng rồi, dòng đánh 8 sò sắt ạ, QR 4500. Đối với chiếc âm ly QR 4500 này hiện nay đang có mức giá tốt là 13.500.000 đồng các bác nhá. Tất cả nguyên zin và chưa có vệ sinh, sẽ vệ sinh cho các bác nếu các bác có nhu cầu. Và chiếc âm ly cuối cùng là chiếc âm ly Sunsui 3000A. Đây là chiếc âm ly được các bác chơi dòng loa cổ rất là ưa chuộng, bởi dòng 3000A này chính là chiếc âm ly sử dụng cấu hình xuất âm biên thế đảo pha, chơi rất là hay với những cái dòng loa cổ toàn giải đồng trục hay những cái dòng loa Mỹ. Chiếc âm ly 3000A hiện tại đang có mức giá là 9.500.000 đồng giao lưu với các bác. Và quay trở lại cặp loa rất là đẹp của Mỹ làm, các bác cùng nhìn qua một chút này. Về phần hình thức, toàn bộ phần thùng loa góc cạnh rất đẹp, và đây là gỗ lạng nha các bác, gỗ lạng zin của loa, nó rất là đẹp, đẹp theo kiểu dạng sang trọng ngày xưa đấy. Cái này đối với cái màu gỗ ton gỗ màu như thế này thì rất là dễ phối ghép với những cái bộ bàn ghế phòng khách của các bác. Cặp loa này có cái chiều cao là 71, chiều ngang là 41 và chiều sâu là 28. Cấu hình là 2 bát 20, gân cao su và một loa chép kèm ở phía trên.
Và hai bát này là hai bát thật nhé các bác. À, gân cao su zin mà nó rất là mềm. Em quay một chút về phần e căng. Đây là tuyến loa còn lại này. Bằng một tay thì nó sẽ hơi bị khó đậy cái e căng này. Em chỉ quay bên ngoài cho các bác coi thôi. Một tay đậy mà nó hơi khó. Đây, em quay cái phần e căng nhé. E căng zin đẹp còn đầy đủ logo clip. Cặp này tiếng rất là hay các bác ạ. Em quay cái phía sau này. Chúng ta đang nhìn ở phía sau. Phía sau nó sẽ có bao gồm một loa bát cộng hưởng Reflect có logo của chữ Calip các bác nhé. Series của loa 39764 và có cái chữ ký của người kiểm tra cũng như là người làm. Cặp này các bác có thể đánh đa năng với nhiều dòng như đi nông ma răng hoặc là các dòng âm ly receiver đài đều tốt ạ. Cái này thì tùy theo cái gu nghe để chúng ta phối ghép theo cái đôi tai của chúng ta thôi. Và cặp loa Calip KG4 hiện tại đang có mức giá là 10.500.000 đồng. Đây là một cặp loa đẹp, có cái âm thanh cũng rất là tuyệt vời trong cái tầm giá mà lại được loa Mỹ nữa. Thì các anh em ưng muốn chơi trải nghiệm thì liên hệ cho em. Ngoài ra các bác thích cái món âm ly nào thì hay cần tư vấn gì, vui lòng liên hệ trực tiếp để em trao đổi phục vụ các bác. Em xin dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi nhé. Thân ái và chào tạm biệt trong những video tiếp theo.